Xin chào anh em nha, hôm nay em giới thiệu review cho anh em chiếc xe Rebel 125 nha. Dòng xe mới về luôn, xe còn mới 99% nha. Xe còn mới 99.9%, một đời chủ sử dụng nha, rất là kỹ. Em sẽ review chạy thử cho anh em xem. Con này là còn rất là mới nha. Em nào mua Rebel 125 thì liên lạc cho em ngay để chốt giá con này. Em sẽ review trả thử cho anh em. Vì rồi em sẽ trả thử cho anh em xem nha. Vì chỗ này đang mở nhạc nên em không có review chỗ này được, em sẽ trả thử cho anh em xem chỗ này thôi. Nha, xe chạy rất là mạnh nha, bô nổ, tiếng máy nổ rất là hay luôn, rất là mạnh, tư thế ngồi chạy rất là thoải mái luôn, hộp số vô số rồi nó rất là ok. Anh em số 1 trước rồi số 2, số 3, số 4, số 5 anh em móc lên nó rất là nhẹ luôn, côn cũng rất là nhẹ nha, vì xe này còn rất là mới luôn. Đó, tư thế ngồi chạy rất là thoải mái luôn, anh em để ý nha, tư thế ngồi chạy rất là thoải mái. Đó, không có gây sự mỏi lưng, thắng rồi cũng rất là vững. Kính hậu anh em nhìn rất là tỏ luôn, anh em nhìn phía sau rất là tỏ. Máy ha, hai bô nha, dòng xe hai máy hai bô, nổ rất là êm luôn, anh em nghe máy nổ không? Đó, xe này idô của nó thì mới chạy có 10.000 cây thôi, anh em sẽ chạy tiếp thử cho anh em một vòng nữa anh em xem. Quá đã luôn. Anh em để ý ha. Rất là giọt, máy rất là mạnh, rất là giọt nha. Ngồi chạy rất là khỏe. À, anh em để ý rất là ok. Phục nè, phục nhún rất là êm luôn. Anh em nào mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại có trên màn hình luôn. 0369 nha, 669-659. Hoặc anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp và chốt giá con này luôn. Vì em thấy con này rất là đẹp ha. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc nha. Rồi, xin chào tất cả toàn thể anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Moto nha. Hôm nay Tuấn Moto tiếp tục review cho anh em chiếc xe Rebel 125 nha. Đời cuối 2011 nha, xe đời 3 tháng đĩa có thùng luôn nha. Đó, xe này là còn nguyên zin 100%, chủ sử dụng rất là kỹ, anh em để ý kỹ xe nha. Xe này là idô là mới chạy có 10.000 cây thôi, xe còn rất là mới nha. Đó, idô mới có 10.000 cây nè. Đời cuối 2011 22 tới giờ mà Ido mới chạy có 10.000 cây, xe cực kỳ đẹp luôn. Xe nên là thùng của nó là nguyên ring nha, mẫu này là có thùng nguyên ring luôn. Đó, xe này là 125cc nha. Đời 100 Rebel 125cc, dòng xe 2 máy 2 bộ 3 tháng đĩa luôn nha, nên để ý nha, màu đỏ đen cực kỳ đẹp. Đó, xe này chủ sử dụng rất ít đi nha. À, rất ít đi, nhìn xe còn rất là mới luôn. Xe máy móc là nguyên ring, chạy rất là êm. Đồ đạc trên xe hả, đồ sơn, đồ xi là nguyên zin, rất là bóng, rất là sáng nha. Mẫu này là mẫu mâm đũa nha, 3 tháng đĩa. 2 đĩa trước và 1 đĩa sau, dòng xe này 2 bô, 2 ống xả nha. À, nhìn rất là đẹp. Nước sơn của nó nè, nguyên zin, rất là sáng nha, rất là bóng luôn. Đồ xi trên xe anh em nhìn để ý ha. Mọi thứ, tất cả các thứ là ok hết, rất là đẹp nha. Anh em để ý nha, nhìn quá ok. Dòng xe này thì sản xuất ở Malai, được hãng Motorrad Việt Nam mình nhập về và lắp ráp tại Việt Nam mình, tại quận 6 nha. Dòng xe này thì theo em được biết thì dòng xe này khá là ổn định, chạy rất là bền. Giá tiền cũng rất là phù hợp cho anh em chơi luôn. Giá gì có con này. Con này thì thuộc dòng xe ken rồi, xe cứng, giá của nó là 44 triệu nha. Giá của nó là 44 triệu. Vì con này
vì nó quá keng luôn, quá mới hả. Với giá tiền con này thì anh em mua máy dạo này anh em sử dụng rất là ok, độ bền của nó cũng rất là bền. Đó, nếu như anh em biết cách sử dụng, biết cách sửa chữa hay biết cách chạy thì nó độ bền của nó rất là bền, rất là ok. Giá cả cũng rất là phù hợp cho anh em mới chơi luôn, giá chỉ có 44 triệu thôi. Anh em nào mua thì liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 nha, 669659, hoặc anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp luôn và nổ máy, chốt máy nha, chốt xe nha. Xe này cực kỳ đẹp, nguyên rin nha, cản chống đổ phía trước còn nguyên luôn, cản dựa đồ thùng đồ các thứ. Bô này anh em để ý cái bô này rất là mới ha, đó rất là mới. Anh em nhìn cái bách này rất là sáng luôn ha, đồ đạc ốp vít này hầu như là chưa có tăng sơn luôn, tăng một hai lần gì đó thôi đó. Anh em nhìn vỏ sau thì cũng ok rồi, nó vỏ rin của nó nghe, nylon này, vỏ rin của nó anh em nhìn rất là mới nha, rất là mới, mà gai cũng rất là sâu luôn, nó hầu như là còn nguyên rin luôn, nhôm sinh đĩa của nó chưa mở tới luôn. Em sẽ quay qua bên này cho anh em xem. Thùng bọng đồ các thứ anh em nhìn nhôm sinh đĩa nè, đó em tháo lên cho anh em xem. Đó, nhôm sinh đĩa nè, nó rất là mới nha, hầu như là chưa qua mở, chưa qua sửa chữa, chưa qua mở cái gì hết đó. Đồ đặt tay mượn nó là còn luôn ha. Ổ khóa của nó mà anh em nhìn cái keo này còn dính nè, còn dán lên đây là anh em biết rồi. Tất cả ốc vít nè, anh em nhìn rất là mới, rất là sáng. Anh em thấy không? Anh em để ý cho kỹ nha, xe rất là đẹp. Cái này thì nó dơ, lao lên nó hết. Anh em nhìn quá mới luôn, quá ok. Câu này 44 triệu là quá hợp lý luôn cho anh em nào tìm xe riêng, xe can. Đó, còn rẻ hơn bên em vẫn có, 40 bên em vẫn có nhưng mà xe xấu hơn, không có đẹp bằng vậy. Anh em để ý nha. Bình xăng nè, anh em nhìn cái khóa xăng nè. Còn như cái khóa mới luôn, anh em để ý như cái khóa mới luôn, không khác gì cái khóa mới ấy. Bình xăng con nè. Bãi màu. Anh để ý nha. Những xe nào bên Tuấn Mô Tô mua về để test máy, canh chỉnh vô dầu mỡ đầy đủ tất cả các thứ, anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm cái gì nha. Đó, này nó rất ok là chỗ đó cho anh em luôn. Hộp số của nó thì nam số, một trước là anh em dặn phía trước là số 1, anh em móc lên là số 2, móc lên nữa là số 3, móc lên nữa số 4, móc lên nữa số 5. Đó, khi nào anh em móc hết số thì thôi. Đó, nó rất là dễ sử dụng. Còn anh em nào khi về trước thì mà dặn tới, anh em nhìn này cái bô này, hồi đó giờ chưa có một cái dấu mỡ luôn, bô rất là sáng, rất là chưa có một cái dấu mỡ luôn. Nên anh em để ý là đó, thấy chưa, ốc vít là không có một cái dấu mỡ lên cái bô luôn đó. Anh em để ý là từ cái chân ốc cho tới ngồi là tất cả là cái thứ ok đó. Nên anh em nào muốn mua xe can á thì nhanh tay liên lạc cho em để chốt giá con này, vì con này em thấy quá ok luôn, cản chống đổ của nó rình luôn, nhìn rất là đẹp. Rồi giới thiệu tiếp phần phía trước cho anh em xem. Đó, đĩa trước nè, ốc át nè, anh nhìn cái cốt trước nè ha, rất là mới, rất là sáng luôn. Ốc vít hầu như là chưa có cua mở, chưa có cua mở, chưa cua sửa chữa luôn. Đó, nhìn đồ đạc rất là sáng, anh em để ý nha. Nó đĩa cua mới, vỏ của nó thì anh em nè, gai rất là sâu, vì xe này mới chạy có 10.000 cây thôi nên đồ đạc nó rất còn mới luôn. Để ý nè, ba cái quẩn này nè, như xe mới, không khác gì chiếc xe mới nha. Anh em để ý rất là sáng, hầu như là anh em soi gương được luôn. Đó, sáng giờ anh em xúc miệng, anh em ra đây soi gương chạy đầu được luôn. Nói vậy là anh em hiểu rồi. Đó, độ sáng của nó, độ mới của nó, anh em để ý nè. Kiến hậu đồ chi là nguyên rinh hết, một đời chủ sử dụng hồi đó tới giờ chưa có mở cái kiến này ra luôn. Em thấy không, đồ đạc trên này quá mới luôn. Đó, quá mới. Với anh em tìm mua rebel thì chiếc xe này là chiếc xe lựa chọn đúng đắn nhất, vì nó quá đẹp anh em. Cây cối ở đây tốt quá, rất là đẹp.
Anh em nào mua thì liên lạc cho em để chốt giá con này nha. Yên bảo con này cũng quá là đẹp luôn, quá xuất sắc. Để liên lạc cho em con này để chốt giá nha. Số điện thoại là 0369 nha, 669-659. Hoặc anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe và chốt giá con này nha. Đó, con này giá của nó là 44 triệu. Đó. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video bên Tuấn Moto hơn. Còn anh em nào đăng ký rồi nha, thì anh em bấm like hoặc chia sẻ lên Facebook giùm em để nhiều người cùng xem. Rất là nhiều người cần mua những dòng xe như vậy để về người ta đi làm hoặc người ta đi xa. Đó, người ta đam mê mô tô. Đó, nên anh chia sẻ để nhiều người cùng biết, để nhiều người cùng xem nha. Thùng con này thì quá đẹp luôn, ring của nó nha, chứ không phải là gắn vô gì hết. Đó, đồ đạc con này ring rất là đẹp. Anh em nhìn để ý cái xe rất là có tài luôn. Rất là có tài, nhìn rất là bắt mắt luôn, sáng nha. Nhìn rất là sáng, nhìn chiếc xe rất là sạch sẽ, máy cực kỳ êm luôn, chỉ là sẽ tới tiếng máy nổi cho anh em ngay. À, hầu như bên em hôm bữa giờ mua rất ít là những chiếc xe nào mà đẹp như vậy, trùm mềm như vậy hết. Những chiếc xe đẹp như vậy rất là khó tìm nha. Bên em chuyên săn lùng mới ra được mà những dòng xe đẹp như vậy, nên anh em nào cần thì nhanh tay liên lạc cho em liền. À, những xe đẹp như vậy chỉ có vô nhà vườn mua mấy đó thôi, nên anh em rất là khó tìm những xe đẹp như vậy. Nên anh em để ý nha, xe quá đẹp luôn. Đồ đạc anh em nhìn kỹ, rất là sắc nét, rất là bén ha. Anh em để ý, đồ đạc quá chuẩn luôn. Vỏ trước nè, vỏ này là vỏ không rụt nha, vỏ không có rụt, vỏ trước của nó là 90-90-18, 90-90-18, xe vỏ là còn nguyên riêng theo xe luôn. Em nhìn nè, đĩa nè, ốc vít nè, hầu như là không có một cái dấu mỡ, bánh mâm rất là mới luôn, rất là mới, rất là sáng nha. Còn máy của nó thì hai máy rồi, hai máy anh em nổ tiếng máy rất là hay. Anh em đi xa nó rất là đầm luôn, đó, nó rất là ok. Xăng của nó thì anh em chạy ra 38 cho đến 40 cây số một lít xăng, rất là lợi xăng nha. Còn nếu như anh em ra đường trường có thể quen biết, chạy quen thì có thể lợi xăng hơn nữa. Vì mấy dòng xe này nó không có bao nhiêu hết, xăng cổ nó rất là lợi nha. Ốc vít anh em để ý nha, thắng đĩa sao đây. Còn hầu như là nhìn là còn bãi màu đúng không anh em? Anh em để ý đi, hầu như là còn bãi màu luôn, đó. Nó quá mới luôn. Chị bắt như ốc mới, nhìn ở ngoài nó còn mới hơn trong cái điện thoại này nữa, vì điện thoại vui bắp nên quay nó không có được sáng, nó không có được mới đó. Anh em để ý nó đó, ốc vít này không có một cái dấu mỡ gì đang gọi là xe cả. Anh em để ý nha, quá ok luôn, chiếc xe đẹp thiệt đó, hầu như là quá chất lượng. Đang anh em nhìn này, không có một cái dấu mỡ gì hết trơn. Nó quá tuyệt vời, chưa khi nào mua chiếc xe mà nó mới như vậy hết. Nói vậy là anh em hiểu rồi. Đây là bình dầu thắng đĩa nè, dầu thắng đĩa của nó, chứ không phải nhớt đâu nha. Bình dầu thắng đĩa chứ không phải bình nhớt đâu. Nhiều anh em không biết cái châm nhớt vô đó. Đồ đạc của nó em thấy quá là ok. Anh em nào chốt con này thì gọi điện cho em liền nha. Số điện thoại là 0369-669-659 để chốt con này nha. Vì con này nó quá tuyệt vời, quá ok luôn anh em ha. Anh em để ý nha, để ý cho kỹ. Không có chiếc xe nào mà đẹp như vậy hết nó. Quá tuyệt vời ha. Nhìn thùng bỏng phía sau này, xe rất là cân đối luôn, rất là đẹp. Em ở trên trời em quay xuống cho anh em xem luôn đó. Đó, em leo trên nóc nhà em quay xuống đó, cho nó tỏ đó. Rất là nhiệt tình cho anh em luôn nha. Anh em thấy không, em leo trên trời, em ở trên trời em quay xuống luôn đó, cho nó tỏ mức độ vậy cho anh em xem cho nó kỹ.
Tại ở mam rớt cái điện thoại luôn rồi. Đó, anh em nhìn đi. Em leo trên ngọn cây em quay xuống luôn đó. Nhiệt tình quay rất là kỹ cho anh em xem. Đó, chứ nhiều anh em bình luận nhìn hầu như là nó rất là trái ngược á. Bên em bán xe rất là nhiệt tình nha. Nên anh em nào mua xe thiện chí thì đi mua, còn anh em nào mà cũng thấy mà chưa thiện chí, chưa cần đi mua thì anh em từ từ hãy đi xem nha. Đó là em nhắc trước, những anh em nào mà thiện chí á, thì anh em cần mua xe thì anh em hãy đi xem. Còn những anh em nào mà cũng thấy chưa cần thiết, chưa cần mua xe thì anh em đừng đi xem gì mất công nha. Vì nhiều anh em chưa thiện chí nên tới cứ coi cua lua lấy lệ nên ấy, hết chiếc này đến chiếc khác rất là mệt. Bên em không có thời gian, rất có thời gian rảnh nha. Vì đúng là mua bán là khách hàng là thượng đế, nhưng mà nhiều khách hàng anh thấy nó hầu như là đi xem xe nó quá lỏng lẻo, hầu như là chỉ có đi coi cho biết trước thôi, chứ còn mua thì có chưa có thiện chí mua. Nên em khuyên anh em là khi nào thiện chí anh em cần mua xe thì anh em hãy đi xem. Vì bên em rất là ít thời gian rảnh để cho tiếp những khách mà tàu lao, nói chung là tàu lao đó. Còn những khách thiện chí đi mua thì bên em rất là nhiệt tình đó. Còn nếu như anh em nào mà cũng thấy mà chưa cần thiết mua thì anh em có thể ở nhà gọi điện tư vấn là được rồi. Còn khi nào anh em cần thiết thì anh em tới xem xe. Cần thiết mua, thiện chí mua thì anh em tới xem xe. Còn những anh em nào mà cũng thấy chưa thiện chí mua hoặc chưa cần xe hoặc ấy thì anh em muốn tư vấn thì anh em có thể gọi điện qua cho em số điện thoại trên màn hình để em tư vấn nhiệt tình cho anh em luôn. Đó. Giá con này là 44 triệu nha. Giá con này là 44 triệu. Có phí cho anh em ở xa, anh em nào nhiệt tình thì có phí cho anh em một chút ít nhà đó để anh em đủ xăng chạy về. Còn xe nó thì của anh em, mà anh em tới thấy xe còn định một câu là anh em thích ngay. Vì xe này nó quá hoàn hảo, quá đẹp luôn. Đó, xe là 125cc nha. Xe đời 2 tháng 8, tháng 7 gì đó, 2011. Còn rất là mới luôn, chủ rất là sử dụng. Nên xe còn rất là tuyệt vời. Đó, nên anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em con này. Anh nhìn bánh mâm này rất là sáng. Anh em nhìn dàn sơn, đồ dàn xi, đồ tất cả mọi thứ trên xe rất là sáng, rất là mới nha. Những chiếc xe cũ, anh em những mua những chiếc xe rebel mà xe cũ mà mới như vậy rất là khó tìm. Nó rất là khó tìm nha. Nên anh em nào thiện chí thì mua thì nhanh tay chốt giá con này cho em. Anh thấy con này rất là đẹp, anh em để ý quá đẹp luôn. Không còn gì để tả nữa, quá xuất sắc, quá đẹp nha. Anh em để ý thùng của nó là Rebel Uweta. Dòng này thì nhập khẩu từ Malaysia, được hãng Motorrad Việt Nam mình nhập về và lắp ráp tại Việt Nam mình, lắp ráp tại quận 6. Dòng xe này thì để em được biết thì bên em bán rất là nhiều năm rồi, rất là bền luôn đó. Cũng có khách mua về gọi điện lại cho em, nó xe chạy rất là tốt, ok. Mà cảm ơn rất là nhiều. Rồi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì bấm like hoặc chia sẻ lên Facebook để nhiều người cùng xem, để nhiều người cùng mua, cùng chơi nha. Vì em biết rất là nhiều anh em đam mê mô tô nhưng mà chưa biết mua đâu và không biết giá cả nó như thế nào. Đó, nên anh em chịu khó bấm đăng ký kênh để bạn bè mình bấm đăng ký kênh, bấm chia sẻ lên Facebook để bạn bè mình nhiều người biết đến ha. Để nhiều người cùng xem hoặc nhiều người cùng mua, cùng chơi cho nó hấp dẫn. Đó, cho nó có cơ hội, cho nó vui. Rồi em xin chào tạm biệt hết anh em. Hẹn anh em video sau.